Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Máy ảnh Lý Biêu. Kênh YouTube này lập ra với mục đích hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh, đặc biệt đối với các bạn mới tập chơi. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bạn bè, nhằm mục đích giúp cho cộng đồng yêu thích bộ môn nhiếp ảnh ngày một phát triển. Mình cũng xin giới thiệu Máy ảnh Lý Biêu là một kênh bán hàng uy tín và chuyên nghiệp. Shop mình bán nhiều máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh phim và phụ kiện máy ảnh. Đến với shop Lý Biêu, các bạn có thể tha hồ lựa chọn nhiều và rất nhiều máy ảnh nhé. Các kênh bán hàng của mình có để theo đường link trong phần mô tả. Hy vọng các bạn sẽ yêu mến mình và nhớ follow mình nhé. Ok, hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến channel của Máy ảnh Lý Biêu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng chiếc máy ảnh này. Trên tay mình đây là chiếc máy ảnh Casio Slim EXS12 nha. Thì mình hôm trước mình cũng đã làm một cái clip hướng dẫn về chiếc máy này và clip phần 1 ha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục clip phần 2 về hướng dẫn sử dụng chiếc máy này. Chiếc máy rất là xinh luôn nha. Thì bây giờ các bạn bấm vào nút đây nè, nó sẽ khởi động máy lên nè. Khi mình bấm khởi động máy thì như thế này ha. Thì hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn các nút bấm này rất là đầy đủ rồi. Bây giờ tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái chỗ menu này. Các bạn có thể bấm vào chữ menu này nha. Thì nó sẽ cho phép mình những cái chỉnh ở bên trong này có ba cái thẻ. Đầu tiên mình chọn cái thẻ đầu tiên này, thẻ red này nè. Mình bấm nút xuống này nha, tức là focus. Focus là lấy nét ha. Mình bấm nút qua bên phải nè. Thì nó sẽ cho phép mình những cái chức năng lựa chọn về lấy nét. Đối với các bạn nào không có am hiểu gì nhiều đó, các bạn cứ để cái dòng đầu tiên là chữ AF này là ok nha. Còn các bạn muốn chụp ảnh macro thì bấm xuống đây là macro. Chụp macro là chụp những cái vật thể cận cảnh á. Khi mình bấm vào đây á, mình bấm ok này á, thì trên cái màn hình nó sẽ xuất hiện cái macro. Và bấm lại cho các bạn xem nha. Mình lấy nét về macro ha. Đó, khi mình bấm chụp nó lấy nét macro đây nè, xuất hiện cái hình bông hoa này là lấy nét macro đó. Rồi đó là chế độ lấy nét. Rồi xuống đây nữa là BF, lấy nét về vô cực, đây là lấy nét MF. Thì những cái này thì thật sự là các bạn chỉ chọn hai cái dòng đầu thôi là dễ nhất nha. Thì các bạn chụp bình thường là các bạn cứ để AF. Còn khi mà các bạn chụp những cái vật thể gần gần đó, thì các bạn chọn là macro. Mình xuống đây là chế độ Continuous là CS là Continuous Shorting nha. Up là tắt, thì bình thường là các bạn để ngay chữ up cho mình. Nếu như các bạn đây là chụp liên tục, cái continuous là liên tục, mà chụp liên tục có đèn LED, chụp liên tục 10 frame, chụp liên tục 4 frame và chụp đây là chụp liên tục mà tốc độ bình thường. Bình thường các bạn chụp bình thường, các bạn đi chơi này kia đó, các bạn chọn là chữ up nha. Mình xuống đây là shape timer là chụp hẹn giờ, gồm có là chụp hẹn giờ 3 lần, chụp hẹn giờ 2 giây và chụp hẹn giờ 10 giây. Chụp hẹn giờ tức là khi mình bấm nút chụp thì 10 giây sau máy nó sẽ chụp nha. Bình thường các bạn chọn cho mình là chữ up. Auto shutter này thì các bạn cứ đoạn chọn là tự động chụp. Cái này chế độ tự động chụp thì nếu như nhận diện gương mặt này, hoặc panning hoặc blur này, mấy cái này nhiều thứ lắm, các bạn chọn là up cho mình nha. Cái face detection này là nhận diện gương mặt nha. Đây anti check này là chống rung nha. Mình có thể chọn là chữ auto là chống rung nè, hoặc là up là tắt nha. Mình bấm xuống đây AF area thì mình đã giải thích rồi, nó có điểm lấy nét nha. Lấy nét gồm có là lấy nét AF, lấy nét đa điểm và lấy nét tracking. Này các bạn chọn cái nào cũng được, mình thích chọn cái chỗ dòng trên hoặc là dòng dưới giữa này nha. Rồi mình xuống đây các bạn chỗ này các bạn chọn là on, AF assist line này các bạn chọn là on nha. Focus frame là cái ô lấy nét ở giữa đó, mình có thể chỉnh màu xanh giống như cái ô màu xanh ngay lúc đầu đoạn clip số 1 mình có nói giải thích đó. Hoặc là các bạn chọn là hình trái tim hoặc là hình này nhé, nó rất là nhiều. Digital zoom là zoom digital, các bạn cứ chọn là on nha. Cái này LR là cái nút trái và nút phải ha. Thì cái nút trái và nút phải này nó có chỉnh rất là nhiều đây nè. Thì mình có một cái clip giải thích riêng để mà chỉnh về nút trái nút phải này, thì các bạn chọn clip đó giúp mình nha. Mời các bạn xem clip đó giúp mình nha. Bạn có thể chọn là up hoặc là chỉnh những cái chức năng liên quan về cái nút trái và nút phải nha. Nút qua trái nè, nút qua phải nè, nó có một chức năng rất là hay. Thì mình có đính kèm cái đường link là nút trái nút phải nè. Các bạn xem clip đó giúp mình để mà các bạn hiểu cái chỉnh nút trái và nút phải này nha. Rồi nút quick shutter này là nút bấm nhanh thì bạn chọn là on nha. Ở đây read là chế độ đường lưới, là mở chế độ đường lưới đó. Các bạn chọn là on thì nó mở, off là tắt chế độ đường lưới. Review là xem là hình ảnh sau khi chụp thì các bạn chọn là on nha. Icon help là chọn là on. Thì đó là bên cái thẻ red.
Mình bấm bên đây là thẻ quality, tức là liên quan về chất lượng. Mình bấm xuống đây chữ size này á, là độ phân giải hình ảnh, thì mình chọn là 12MB hoặc là tỷ lệ ảnh 3243 này, là mình đã giải thích ở bên clip số 1 rồi đó các bạn xem đó. Thì các bạn chọn số 12 này là ok đó. Các bạn xuống chữ này là quality, là chất lượng về quay phim, chất lượng khi chụp á. Mình bấm nút vào đây, nó có 3 mức là economy là cơ bản, normal là bình thường, và file là tốt nhất. Thì các bạn chọn file này là tốt nhất, là mình chụp ảnh chất lượng cao nhất đó. Quality này chất lượng trong quay phim, thì nó có 3 chuẩn là NLB, STD là standard đó, HD là chuẩn HD. Thì các bạn chọn ở trên này là quay phim chất lượng cao. Avisit Avisit này gọi là bù trừ sáng. Mình bấm vào đây nè, mình cũng đã giải thích rồi. Nếu các bạn muốn ảnh mình sáng hơn bấm gì dấu cộng, muốn ảnh tối đi bấm gì dấu trừ nhé. Còn muốn bình thường các bạn chọn cái gì là không. Xuống đây là chỉnh về white balance. Mình bấm nút qua đây nè, thì nó có những cái white balance như thế này. White balance gọi là cân bằng trắng trong nhiếp ảnh nha. Thì bình thường á, các bạn chụp bình thường các bạn không biết chỉnh gì đây, các bạn cứ để là auto, là đây là dòng đầu tiên là auto white balance, AVKB là auto white balance á. Xuống đây là daylight là chụp ở ngoài trời, cloudy là chụp ở nơi có mây. Xuống đây chỉ xếp này là chụp nó nơi đổ bóng này, nó hơi trong mát này kia đó, thì lúc đó nó hơi ngã vàng nhé, cái hình nó ra ngã vàng. Đây là chụp thiên về tông lạnh nè, đây là tông ấm nè đó. Xuống đây là chỉnh quay ba lăng theo cái chỉnh tay. Thì lưu ý là nếu mà trường hợp mà các bạn muốn chụp ảnh hơi ấm ấm vàng vàng, các bạn cho mình chọn cho mình chỉ xếp. Nếu các bạn chọn tông lạnh thì chụp ngay chỗ này là chụp ảnh tông lạnh nha, còn không thì các bạn cứ để là auto nha. Mình xuống đây là chỉnh về ISO. ISO nó gồm có là ISO từ 64 cho đến 3200. Các bạn nào cũng muốn chỉnh thì chỉnh đây, còn nếu không các bạn cứ để là auto đây nha. Mình xuống đây là measuring, là liên quan về đo sáng. Thì mình bấm nút qua bên phải, nó sẽ có là measuring là đo sáng multi, đo sáng ngay ma trận, hoặc ở trên đây là đo sáng ma trận nè, đo sáng center là đo sáng ngay điểm giữa, và spot là đo sáng điểm. Thì các bạn chọn cái nào cũng được, mình thì mình thích chọn chỗ multi này nha. Lighting này các bạn chọn là on và off. On ha. Color filter, bấm nút qua nè. Thì đây gọi là filter màu trong máy ảnh Casio. Thì mình có một clip giải thích riêng về color filter này nè. Thì cái máy này chụp rất là nhiều màu, chụp ra nhiều kiểu màu lắm, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím gì đó, rất là nhiều đây nè. Thì mình chỉnh ở đây á, đặc biệt là hiện nay là đang cái trào lưu mà chụp ảnh theo kiểu vintage, ảnh theo màu ấm vàng đó, thì các bạn có thể chỉnh ở đây. Các bạn xuống ngay trên cái màu vàng này nè, thì ảnh nó sẽ ra ấm ấm vàng vàng nha. Và các bạn kết hợp với cái chỗ tông nóng tông lạnh mình vừa giải thích đó. Sharpen này là tăng cường về độ nét, saturation là tăng cường về màu sắc, contrast là tăng cường độ tương phản. Nếu như các bạn muốn tăng cường thì bấm về dấu cộng, muốn giảm thì bấm về dấu trừ, còn không để mức giá trị là không nha. Flash này là tăng cường về đèn LED luôn, mình có thể tăng hoặc giảm cái đèn LED ở đây. Thì đó là cái thẻ quality đây. Mình có thể chuyển qua trên đây là thẻ chế độ và setup. Setup là cài đặt bên trong. Mình bấm xuống này là panel là on. Panel, nếu mà chọn on thì nó sẽ xuất hiện cái thanh panel nè. Đây off là tắt nha. Là cái thanh panel chỗ này nè. Thanh panel nè. Thì các bạn nên chọn là on nha. On đây nè. Xuống đây là display, là cái màn hình. Thì có màn hình theo cái tỷ lệ là 43 hoặc là wide là 16:9. Thì các bạn chọn là 43 nha. Screen này là độ sáng màn hình, nó có những cái mức là auto 1, auto 2 và cộng trừ 1 đơn vị, cộng 2 trừ 2 đơn vị nè. Thì các bạn chọn là auto 2 nha, là được, còn không các bạn cứ chọn số nào cũng được nha. Hi-Fi này các bạn chọn là on. Sound này là liên quan về âm thanh, thì nó có là âm thanh khởi động, âm thanh bấm nhẹ nút chụp, âm thanh khi mà chụp ảnh, âm thanh của hệ thống, âm thanh khi chiếu lại này kia đó, thì rất là nhiều. Thì các bạn muốn bấm nghe tiếp tiếp thì cũng ở đây nè, hoặc là các bạn muốn chiếu lại là đoạn clip nó lớn hơn, âm thanh lớn hơn, bấm chọn đây nha. Startup là khởi động, thì nếu mà bấm đây là chọn màn hình khởi động đó. Mình final này các bạn cứ để là tự nhiên như thế là continuous. World time này là thời gian quốc tế, thì chỉnh thời gian này kia đó, các bạn chọn là home hoặc là chỉnh thời gian theo ý mình nha. Xuống này timestamp, timestamp là hiển thị cái ngày tháng lên trên ảnh. Mình có clip giải thích riêng về chữ timestamp này, các bạn chọn xem clip đó giúp mình nha. Cái này là hiển thị cái ngày lên trên ảnh, khi mình chụp ảnh nó có cái ngày in lên trên nó luôn á. Adjust này là chỉnh ngày tháng, đây là năm, đây là tháng, đây là ngày và giờ phút gì nè, bấm nút ok là nó sẽ chỉnh. Rồi xuống đây là deck,
Style là chỉnh cái thể loại ngày, ví dụ như này là year, chữ y đứng trước là cái năm đứng trước, đây là cái ngày đứng trước, đây là cái tháng đứng trước nha. Language là chỉnh về ngôn ngữ, mình bấm nút qua đây nè, nó có ngôn ngữ tiếng Nhật và tiếng Anh, thì các bạn chọn tiếng Anh là ok đó nha. Data list, data list các bạn gọi là view list. Sleep là chế độ ngủ, chọn 1 min là 1 phút ha. Tức là cái máy này nếu mình không có bấm đó, sau 1 phút nó sẽ tự động tắt cái màn hình. Tắt màn hình này nè, là chế độ ngủ. Mình xuống đây là auto power off là tự động tắt máy luôn. Thì sau 1 phút mình không sử dụng á thì nó sẽ tắt máy luôn để tiết kiệm pin nha. Thì mình chọn đây là gì như thế. Các bạn có thể chọn 1 min cũng được. Red and play này nè, các bạn chọn là disable nha. Thì mình sẽ có clip giải thích riêng tại sao ở đây mình chọn là red and disable. Display này kết nối với máy tính. Video out thì các bạn chọn cho mình NTSC là 16:9 này, quay phim nó sẽ đẹp hơn nè. Mình xuống đây là format, mình bấm nút qua bên phải ha. Format, mình muốn format thì bấm lên trên này và bấm nút OK là sẽ thực hiện cái lệnh format. Tuy nhiên thì khi mà các bạn thực hiện lệnh format thì trong máy nó nói cho mình biết là cảnh báo nè. Format thì sẽ xóa những cái dữ liệu trong cái thẻ nhớ. Tức là khi mà các bạn cắm thẻ nhớ vào đó, ví dụ như trong cái thẻ nhớ mình có hình ảnh mình lưu trữ trên đó đó, mà các bạn bấm nút format thì nó sẽ bị mất hết. Do đó thì cái lệnh format này thực ra thì ít có xài lắm nha. Các bạn xuống đây là reset. Reset là reset lại những cài đặt ban đầu của nhà sản xuất. Bạn muốn reset bấm vào đây, chọn bấm này, bấm nút OK thì nó sẽ reset lại giá trị ban đầu. Rồi, cơ bản một chiếc máy rất là xinh, rất là hấp dẫn, rất là thời trang, cũng đẹp nữa. Hấp dẫn lắm nha, máy này chụp ảnh rất là đẹp nha. Và nó thiên hướng là có màu vintage cũng như là mịn da, rất là độc đáo luôn nha. Ok, cảm ơn các bạn vừa xem clip nha. Hy vọng đây là một cái clip bổ ích giúp các bạn hiểu hơn về sử dụng máy ảnh. Thì mình xin giới thiệu các bạn, mình tên là Máy Ảnh Lý Bill. Hiện nay mình đang bán rất là nhiều máy ảnh trên kênh Facebook và trên Instagram, cũng tên là Máy Ảnh Lý Bill luôn nha. Thì đây là hai cái kênh của mình. Thì khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình những chiếc máy ảnh ưng ý đó, thì các bạn có thể ghé vào những cái đường link mình đính kèm. Thì bên mình là một cái đơn vị bán hàng rất là uy tín, rất là chuyên nghiệp. Mình có bán máy ảnh phim, máy ảnh kỹ thuật số và một số phụ kiện liên quan về máy ảnh. Thì mình cũng đã bán hơn 10 năm nay rồi. Khi các bạn có mua máy bên kênh của Lý Bill á, thì sẽ luôn luôn đính kèm đầy đủ các phụ kiện cho các bạn. Gồm có máy, pin, sạc pin, thẻ nhớ, đầu đọc thẻ nhớ, dây đeo và clip hướng dẫn sử dụng. Thông qua cái kênh YouTube của mình thì các bạn có thể thấy được là cái cách làm việc uy tín và chuyên nghiệp của mình như thế nào. Ok, nếu như thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh. Cũng như các bạn nào đã từng mua máy ảnh trên kênh mình, nếu thấy sự uy tín của mình, các bạn nhớ thả một lời bình luận để cho kênh mình được phát triển hơn. Và các bạn đến sau có thể tin tưởng nhiều hơn. Trường hợp các bạn nào thấy được những đóng góp, những chia sẻ của mình hữu ích mà các bạn muốn tặng cho mình một ly cà phê thì các bạn có thể nhấn vào nút chức năng Super Thanks trên YouTube nhé. Ok, mình là Máy Ảnh Lý Bill. Các bạn nhớ follow kênh mình để biết thêm nhiều thông tin về máy ảnh nhé.